người ta thường nói rằng con đường nào cũng đến La Mã. Thế nhưng mà có nhiều người lại nói rằng là chỉ có hai con đường mà thôi, một con đường đúng và một con đường sai. Con đường đúng là con đường đưa đến hạnh phúc, trong khi đó con đường sai sẽ đưa người ta đến nhiều tai họa. Chắc là tất cả quý ông bà anh chị em đều muốn đi trên con đường đúng phải không? Có ai muốn đi trên con đường sai? Hầu hết nhiều người đều muốn đi trên con đường đúng. Nhưng mà làm thế nào để mà chúng ta có thể biết được con đường nào là con đường đúng và con đường nào là con đường sai? Thì thêm thứ nhất giải thích về hai con đường này. Thì thêm thứ nhất là khi biết con đường đúng là con đường được Đức Chúa Trời ban phước, và con đường sai là con đường bị Chúa đoán xét. Mặc dù là bài thánh thi thì không có ghi rõ ai là tác giả viết bài thánh thi này, nhưng mà dựa vào trong nội dung của Thi Thiên số 1 thì nhiều người dự đoán rằng đó là do vua Salomon viết ra. Vua Salomon là vị vua được sự khôn ngoan từ thiên thượng, và ông dùng sự khôn ngoan đó để viết lại bài thơ này để chỉ dẫn cho loài người chúng ta một cách làm sao để có thể chọn lựa được con đường đúng để mà đi theo, để chúng ta nhận được phước hạnh Chúa ban cho loài người chúng ta. Cho nên kính mời các bạn đem dùng mà thanh thánh của mình ra và theo dõi với tôi cùng suy gẫm với nhau lời Chúa trong Thi Thiên thứ nhất. Quý vị nào không mang kinh thánh thì cũng có thể theo dõi ở trong chương trình. Mình thấy là bài Thi Thiên thứ nhất này bắt đầu bằng một chữ là chữ phước. Để được có phước thì người ta cần phải tránh không được phép làm, không nên làm ba việc. Tôi thứ nhất nói rằng phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, dầm đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhà mạng. Đó là ba việc mà Thi Thiên khuyên chúng ta không nên làm để mà chúng ta có phước. Và con đường mà những người làm ba cái công việc đó là con đường sai. Con đường sai này theo như trong Kinh Thánh có ba tính chất ở trong đó. Ba tính chất đó bày tỏ rõ ràng nguồn gốc của tội lỗi là như thế nào. Bắt đầu bằng mưu kế của kẻ dữ. Khi mà mình nghe nói tới kẻ dữ thì thường thường mình nghĩ tới một người chắc là dữ tợn ghê lắm, hung bạo, lá lối ôm sồm, hoặc là đánh giết người hay là gì đó, phải không? Đó là người hung dữ. Thì cái điều đó cũng đúng vậy. Nhưng mà chữ hung dữ ở đây, người hung dữ ở đây có lẽ rằng có một ý nghĩa khác hơn nữa. Những người hung bạo mà tôi vừa kể lúc nãy có thể là làm thiệt hại đến thân xác của người khác, có thể làm thiệt hại đến tinh thần của người khác. Nhưng mà người hung dữ ở đây trong kinh thánh này là kẻ mà giết hại đời sống của một người đời đời, làm cho linh hồn của người đó sẽ phải bị đầy đọa ở trong hồ có đường đường. Đó là một kẻ hết sức là dữ tợn. Cái dữ này bày mưu để lôi cuốn người ta vào vòng tội lỗi. Hắn dùng những lời êm dịu, ngọt ngào, đầy quyến rũ để mà sử dụng người ta không có vâng lời, không vâng theo những nguyên tắc, những khuôn phép công chính mà Đức Chúa Trời đã đặt ra. Quý vị đọc kinh thánh đây còn nhớ câu chuyện con rắn đến dụ dỗ người đàn bà và Eva để mà trái lời Đức Chúa Trời không? Con rắn nói với lại bà Eva một cách hết sức là ngọt ngào để cho bà không có làm theo lời của Chúa mà nghe theo lời con rắn ăn trái cấm. Quý vị còn nhớ không? Đâu có đánh đập điều gì đâu, đâu có hâm dọa đời gì bà đó đâu. Một lời hết sức là ngọt dịu để cho bà nghe theo lời con rắn, là lời êm dịu, lời ngọt ngào,
lời bày tỏ sự khôn ngoan, và có lẽ là một cái điều quan trọng hơn hết là bày tỏ rằng sự thật. Bày tỏ sự thật có vẻ giống như là hết sức là đúng là Đức Chúa Trời không muốn con người được khôn ngoan giống như Chúa, được hiểu biết rộng rãi như Chúa. Con nhớ đã dùng mưu kế của kẻ dữ để dụ dỗ người ta. Và khi người ta nghe theo mưu kế của kẻ dữ thì người ta sẽ đi theo cái con đường của tội nhân, thì là sẽ phạm tội. Và khi mà người ta phạm tội thì họ chỉ không muốn giao tiếp với những người cùng tội lỗi giống như họ mà thôi. Họ tìm đủ mọi cách để mà lánh xa những người khác, những người mà muốn đưa họ trở về con đường này. Họ không muốn gặp gỡ những người, không muốn gần gũi những người đó. Mấy hôm trước thì thứ sáu thứ bảy vợ chồng chúng tôi có dịp đi San Antonio. Một phần là vấn đề làm cái hành lang của chúng tôi này, và ta ơn Chúa họ đã làm xong xuôi, và bây giờ thì tôi thoải mái hơn mấy tuần trước rất là nhiều. Cảm ơn Chúa điều đó. Và chúng tôi cũng có dịp gặp những người bạn của nhà tôi hồi xưa lớn lên ở trong một cư xá với nhau. Và khi ngồi nói chuyện với nhau thì có những người bạn ngồi nói chuyện với nhau để họ kể lại rằng có nhiều người bạn khác cũng ở trong cư xá, cũng gần nhà chúng tôi lắm mà không muốn gặp chúng tôi. Và nêu lý do là tại vì sợ gặp chúng tôi thì bị rủ rê đi nhà thờ, trong khi đó họ chỉ muốn đi nhà thờ. Thì đây mình thích gặp gỡ những người có chung một ý thức với mình. Thành ra ai phạm tội thì chỉ thích những người cùng phạm tội giống như họ, đúng không? Đi theo con đường tội nhân. Và khi mà các tội nhân tụ họp lại với nhau thì họ sẽ lên mình kiêu ngạo và sẽ ngạo mạn những người không cùng một sở thích với họ. Mình biết rồi, ngạo mạn là thái độ của những người kiêu ngạo, mà kiêu ngạo là nguồn gốc của tội lỗi, nguồn gốc chính làm cho loài người phạm tội không vâng lời. Tại vì họ nghĩ rằng là họ giỏi, họ hay, họ muốn bằng Chúa, cho nên họ không có vâng lời Chúa. Adam và Eva phạm tội vì thích được hiểu biết giống như là Chúa, cho nên muốn ăn cái trái để mà có sự hiểu biết giống như là Chúa. Trong người đó, Satan thì vốn là một thiên sứ trường của Ngài, nhưng mà tại vì muốn bằng Chúa, có khi muốn hơn Chúa, cho nên trần thành người phản loạn. Và bây giờ thì Satan thì muốn sử dụng loài người chúng ta phạm tội cùng Chúa để mà phá hoại chương trình của Đức Chúa Trời mà thôi. Quý vị còn nhớ về sao Chúa Giêsu quả trách những người Pharisee không? Lúc quả trách họ tại vì họ giả hình. Những người giả hình là tại vì bởi lòng kiêu ngạo của họ. Họ muốn che giấu đời sống tội lỗi của họ, những thiếu sót ở bên trong của họ, để chỉ phô trương những gì đạo đức ở bên ngoài cho người ta nhìn thấy mà thôi. Thành ra mình thấy rằng đó là ba mức độ của con đường sai. Mình cứ đọc lại câu Kinh Thánh đó, xin quý bạn và em cũng lưu ý ba động từ ở trong câu Kinh Thánh này. Ba động từ đó nói lên sự tiến truyền của tội lỗi như thế nào. Thoạt đầu thì chúng ta thấy rằng theo, nhiều bản dịch khác thì nói là đi theo, làm theo, nghe theo, theo mưu kế của kẻ dữ. Đó là động từ đầu tiên. Khi mà chúng ta theo rồi thì chúng ta sẽ tụ họp lại với nhau, sẽ đứng lại một cái chỗ đó, đứng lại trong vòng những người tội nhân đó. Và khi mà đứng lâu, biết thì mọc rễ ở đó và trở thành ngồi. Thấy không? Mình nghe theo, mình làm theo, rồi mình đứng chung với nhau, rồi rốt mình ngồi là đó luôn. Thành ra tất cả mọi người trở thành bè đảng với nhau, sống theo con đường tội lỗi, kích dẹp tất cả mọi người khác, không muốn nghe theo những lời này. Trong khi người có phước thì không làm những điều như vậy. Câu Kinh Thánh đầu tiên này, đừng không làm những cái gì đó. Thế nên người có phước không làm những điều trên cái con đường sai đó. Câu số 2 thì diễn tả con đường đúng,
của người có phước là như thế này. Xong, lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy gẫm luật pháp ngày và đêm. Suy gẫm luật pháp ngày và đêm. Mình lấy làm vui vẻ với lời của Chúa và mình suy gẫm lời của Chúa ngày và đêm, không một lúc nào muộn. Các dưới, lấy làm vui vẻ. Chính là thái độ của một người ưa thích, một người ham muốn làm một cái điều gì đó có phước hạnh cho họ, mang đến hạnh phúc cho họ. Thật ra câu số 2 nói rằng những ai muốn nghe, muốn hiểu biết về Đức Chúa Trời, muốn loài người làm theo, thì họ sẽ thường xuyên suy gẫm lời của Chúa. Và khi mà người ta ham muốn, người ta thường xuyên suy gẫm lời của Chúa, thì họ dễ dàng sống theo, họ dễ dàng làm theo những điều này. Nghĩa là người có phước thì thường xuyên làm theo được lời của Chúa ở trong Kinh Thánh. Thế nên nói rằng Đức Chúa Trời ban phước cho dân Do Thái, tức là dân sự của Chúa. Chúa dấy lên ông Môi-se để mà dẫn dân sự rời khỏi cái vòng nô lệ ở Ai Cập để mà đi vào nơi vùng đất hứa, xứ mà Chúa hứa với tổ phụ của họ là sẽ ban đất đó cho con cháu dòng dõi của họ để làm của cải, làm gia tài, làm gia sản. Và trong thời gian đi vào vùng đất hứa chưa vào được, nhưng mà Đức Chúa Trời khải thị cho Môi-se tất cả những gì về Chúa, về luật pháp của Ngài, và Môi-se cô đọng những điều đó lại trong một năm quyển Kinh Thánh đầu tiên là trong quyển Kinh Thánh của chúng ta. Tất cả những điều đó được Môi-se chép lại và người ta gọi những quyển sách đó là những quyển sách luật pháp. Đôi khi thì có người chỉ nghĩ tới quyển cục truyền luật lệ ký là luật pháp của Chúa mà thôi, nhưng mà nhiều người khác coi tất cả những cuốn sách mà Môi-se viết ra là luật pháp của Đức Chúa Trời. Và Môi-se không được ơn của Chúa để dẫn dân sự vào vùng đất hứa, nhưng mà người kế nghiệp ông là Joshua. Joshua được Chúa cho ơn để đưa dân sự vào nước của Ngài và đất mà Chúa hứa với họ. Thì trước khi Joshua dẫn dân sự vượt sông Giô-đan để vào vùng đất hứa, Joshua lên dặn dò tất cả các dân sự của Chúa như thế này. Ở trong Joshua đoạn 1 câu 8 chép: quyển sách luật pháp này chớ xa ngàn người, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều để chép ở trong, vì như vậy người mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Thành ra Joshua dặn dò dân sự của Chúa là khi vào vùng đất hứa muốn được ơn phước của Chúa ban cho thì phải thường xuyên nghiên ngẫm lời của Ngài, quyển sách luật pháp chớ xa ngàn người, hãy nghiên ngẫm ngày và đêm, làm theo mọi điều để chép vào trong thì sẽ được phước. Ngày nay thì ngoài trừ những người như là luật sư hay là cảnh sát hay là gì đó thì mới thích luật pháp, còn hầu hết tất cả mọi người chúng ta có lẽ không có thích luật pháp cho lắm. Quý ông bà chị em có thích luật pháp không? Có ai nghĩ rằng luật pháp cản trở gò bó cái sự tự do của mình? Mỗi một khi quý vị đi đến công sở, công thực quyền mà làm giấy tờ thì quý vị có thấy rằng luật pháp hết sức là rắc rối và đưa ra đủ mọi điều để mà làm sờ nai cho mình phải đi và về nhiều lần mới làm xong công chuyện không? Có ai nghĩ rằng người ta chỉ muốn tạo ra luật pháp để mà làm khó dễ cho người dân? Mỗi một khi mà quý vị chạy xe mà bị cảnh sát tiếp đèn ở sau lưng đấy, tại vì mình vi phạm luật giao thông đấy, thì quý vị có vui thích với luật giao thông, có thích luật pháp không? Chắc ít người thích lắm phải không? Tình bằng cũng có người nhưng mà không biết là được bao nhiêu phần trăm đây hết. Dường như là tất cả ngày nào cũng phải chạy xe hết, từ thứ bảy chủ nhật cho đến thứ hai, cho đến cuối tuần, đầu tuần đến cuối tuần, ngày nào cũng lái xe đi lại. Và nhiều lần thì tôi cũng bị cảnh sát chớp đèn ở sau lưng. Rồi
đầu đài thì cảnh sát cũng cho mình cái tư cách cái tờ giấy phạt. Mà muốn mà khi mà ông cảnh sát cho bà cảnh sát mà cho tôi cái nhận tờ giấy phạt thì tôi cũng cầm lấy và tôi cảm ơn. Biết là người bị phạt nhưng mà mình cũng phải cảm ơn người đó. Là tại vì tôi nghĩ rằng họ là những người bỏ buộc tất cả mọi người khác phải tuân thành theo luật pháp. Và khi mà tất cả mọi người tuân thành theo luật pháp thì việc lái xe của tôi trên cái con đường công lộ đó được an toàn hơn. Mà nếu mà không ai mà đi ngay theo luật pháp ấy, ai muốn chạy sao thì chạy, thì làm sao mà tôi có thể dám chạy bốn một ngày mà được. Nếu người nào muốn theo luật giao thông thì có lẽ là họ sẽ không có bị phạt, và sẽ không có gây ra tai nạn, và sẽ không có gặp trắc trở khi mà lái xe trên công lộ. Tương tự như vậy, những người nào vui vẻ với luật pháp của Đức Chúa Trời thì sẽ vâng theo luật pháp của Ngài và tránh được tội lỗi. Chúng ta vui mừng ở trong luật pháp của Chúa, vì chúng ta không làm nô lệ cho luật pháp. Chúng ta vui lòng chúng làm theo những điều mà Chúa đặt ra để mà đời sống chúng ta được tốt lên, để đời sống của những người xung quanh chúng ta được tốt lên. Tại vì luật pháp đó là những gì được đưa ra để hướng dẫn đời sống của chúng ta, để bảo vệ đời sống của chúng ta, đời sống của con dân Chúa, để bảo đảm hạnh phúc của con dân của Ngài. Vì thế cho nên tất cả con dân Chúa đều biết rõ luật pháp của Ngài. Chúng ta phải triệt để vâng theo luật pháp đó. Nhưng mà quý ông bà anh chị em không biết có cách nào để mình triệt để vâng theo luật pháp của Chúa không? Có nhiều người nói rằng mục sư, tôi không biết luật pháp của Chúa là lắm, sao tôi không làm theo. Bây giờ mình muốn làm theo luật pháp của Chúa mà mình không biết rành luật pháp của Chúa thì bây giờ làm sao đây? Phải học luật của Chúa để mà rành rẽ, để mà làm theo. Chứ bây giờ là ai sẽ làm theo cho mình đây? Phải không? Thành ra vấn đề rất là quan trọng, để chúng ta muốn nhận được ơn phước của Chúa, chúng ta phải biết rõ luật pháp của Ngài để chúng ta làm theo, để chúng ta đi theo con đường đúng, con đường sống. Khi mà quý vị lên xe, khi mà quý vị đi tới đèn đỏ hay là tới bằng stop, mà bên Mỹ này, tôi nhập nói mấy nơi khác, nhưng mà bên Mỹ này tới bằng stop, tới đèn đỏ là phải ngừng cái xe lại hoàn toàn. Rồi lúc đó sau khi mà ngó qua bên trái bên phải không thấy có xe, lúc đó mình đi thì đi đường xanh, nhưng mà mình đi mà nếu mà mình muốn được cách nào thì chống xe thì mình mới đi được. Thành ra mình phải ngừng lại một cách hoàn toàn, mình theo quan sát rồi lúc đó mình mới đến tới. Nếu mà quý vị làm theo như vậy thì chắc chắn là quý vị sẽ được an toàn ở trên sân. Và tương tự như vậy, nếu mà quý vị tuân theo luật pháp của Chúa một cách trọn vẹn như vậy trong đời sống hàng ngày thì tất cả chúng ta cũng sẽ có được một đời sống theo như là Chúa muốn chúng ta có được. Khi nói rằng những người mà vâng theo luật pháp của Chúa thì giống như là cây trồng gần dòng nước. Câu số 3 chép rằng người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, xanh bông trái theo kỳ tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo, mọi sự người làm đều được thành vượng. Mình biết là nước ẩm ướt thì làm cho các thực vật ở xung quanh gốc cây ở dưới đất ấy, sinh ra những con vi khuẩn và tạo nên những chất dinh dưỡng cho cây. Rồi nhờ có nước ẩm ướt đó mà rễ có thể hút được những cái chất dinh dưỡng đó lên gốc, lên qua các cành, qua các lá, để rồi là đâm chồi ngày một đêm, đâm hoa nở trái kết quả. Nếu mà tất cả chúng ta cùng hàng ngày suy gẫm lời của Chúa thì người nào cũng có thể sống như vậy, cũng sẽ giống như là những cây được gần trồng gần dòng nước, luôn luôn có được nhựa sống của Đức Chúa Trời cho đời sống tâm linh của mình, cho đời sống linh tính của mình. Thành ra trong những luật pháp của Chúa gìn giữ đời sống của chúng ta như là luật giao thông bảo vệ sự an toàn cho những người lái xe trên công lộ, nhưng mà Đức Thánh Linh
và luôn luôn thêm sức cho các con dân ngài, giống như là cây ở trong gần dòng nước mang màu mỡ đấy để mà nuôi cho cây cối được mọc lên. Tấm thân của Chúa sẽ có một đời sống đầy phước hạnh và sẽ được Chúa dùng làm công cụ để mang phước hạnh của ngài đến cho những người xung quanh chúng ta. Những người không vâng theo luật pháp của Chúa sẽ không có được phước hạnh. Câu số 4 nói rằng trẻ ác chẳng như vậy đâu, nhưng chúng nó khác nào rơm rác gió thổi bay đi. Người ta có nhiều cách để đi tìm hạnh phúc. Họ tìm hạnh phúc qua tiền tài, của cải, qua danh vọng. Họ tìm đủ mọi mánh lưới để mà đạt được những thứ đó càng nhiều càng tốt, càng sớm càng hay. Có người đạt được những điều mà muốn, nhưng mà đều chỉ buông ba, lao khổ mà không đạt được, không giữ được bao lâu. Những ai tìm được lời lộc thì vui mừng trong giây lát, rồi cũng sẽ mất đi, tại vì tiền của đi vào cửa trước một cách nhanh chóng sẽ đi theo cửa sau ra ngoài một cách cũng nhanh chóng như vậy. Tình hoàng là tôi bị cảnh sát cướp đèn đằng sau cho cái giấy vàng. Thì tôi ghi tên đi học defense driving để mà xóa cái tích kết đó đi. Ở trong các bài học đó có một chỗ họ khuyên là chúng ta không bao giờ nên chạy quá vận tốc đấy. Tại vì nếu mà chúng ta có chạy nhanh hơn một chút, tới nơi sớm hơn được vài ba phút thì có ích lợi gì không? Không có ích lợi gì cả. Mà nếu mà chúng ta lỡ mà chạy quá nhanh, quá ẩu gây ra tai nạn thì là thiệt hại. Nếu mà lỡ có cảnh sát lúc còn đâu đó mà bắt được chúng ta chạy quá nhanh, cho cái tích kết thì chúng ta lại phải đi học đi bên xe máy đi. Mà cho dù là mình không có bị như vậy đi chăng nữa, mà mình chạy nhanh thì có lẽ là mình sẽ tốn xăng nhiều hơn. Và có khi mà mình hết bình xăng mình phải đậu lại mình đổ xăng như này thì làm mất thì giờ còn nhiều hơn nữa. Thành ra không có nghe theo luật pháp thì đôi khi còn thiệt hại nhiều hơn. Cái bài học defensive driving họ dạy như vậy, cho nên tập trung thì lợi lộc nếu mà có được cũng sẽ hao hụt một cách khác, giống như là trơn rác bình dưỡng cùng bay đi vậy. Bài Thi Thiên số 1 kết luận rằng hậu quả của những người đi theo con đường sai sẽ phải nhận chịu sự đoán xét của Đức Chúa Trời. Và những người vâng theo luật pháp của Ngài, mình kinh thánh gọi là những người không lần đất, thì tức là những người đi trên con đường đúng sẽ được Chúa biết đến và ban ơn phước trực, họ sẽ được sống đời đời với Chúa. Cùng những con người trẻ chú ý đến cách Thi Thiên số 1 này kết luận. Thi Thiên số 1 kết luận ở trong câu số 6 như thế này: vì Đức Giê-hô-va biết đường người công bình, xong đường kẻ ác rồi sẽ bị diệt vong. Tôi đề nhắc nhở chúng ta rằng Đức Chúa Trời sẽ xét đoán mọi người tùy theo đường lối chúng ta làm, tùy theo cách chúng ta cư xử, cách chúng ta sống. Con đường mỗi một người đi sẽ định đoạt số mạng của người đó. Những người đi trên con đường sai sẽ nhận chịu sự đoán xét, và những người đi trên con đường đúng sẽ nhận được sẽ có được hạnh phúc vĩnh cửu. Tất cả chúng ta đều biết rằng con đường sai là con đường theo mưu kế của thần dữ, theo mưu kế của ma quỷ, dẫn đến tội lỗi và sự kiêu ngạo của thế gian. Nhưng mà ngược lại, con đường đúng là con đường thường xuyên học hỏi kinh thánh để lời Chúa thấm nhuần đời sống của mình.
là tất cả những gì chúng ta làm đều là kết quả, những kết quả bền vững, kết quả đưa lại sẽ linh hồn cho chúng ta. Tất cả những mà cái anh chị em giờ đã biết như vậy rồi phải không? Nãy giờ tôi giải thích về hai con đường đó là kết quả như vậy, chúng ta biết rồi hát, nhớ trong đầu rồi hát. Và thì quý vị cho các tôi nêu ra chung tất cả chúng ta cùng. Quý vị có biết mình đang đi trên con đường nào hay không? Có hai con đường đúng, một con đường đúng và một con đường sai. Quý vị biết mình đang đi trên con đường nào không? Chắc chắn không? Xin tất cả quý vị và nhân suy nghĩ một chút xíu, suy tư trong giây lát để tìm hiểu và quả quyết rằng con đường mình đang đi là con đường đúng. Lỡ mà có ai thấy rằng mình đi trên con đường sai, xin lắng nghe. Con đường đúng là con đường thấm nhuần lời Chúa. Quý ông bà anh chị em đã thấm nhuần lời Chúa chưa? Thấm nhuần lời Chúa đủ để mà tất cả mọi lời ăn tiếng nói của mình, mọi tư tưởng của mình, mọi cách cư xử của mình đều được hướng dẫn bởi Đức Thánh Linh hay không? Chúa có biết con đường quý vị đang đi và có ở cùng quý vị trên con đường đó hay không? Nếu mà có, đó là con đường đúng. Nếu mà chúng ta có Chúa đồng công với mình, ở cùng với mình, thì đó là con đường đúng. Nếu có thì rất là tốt. Xin tạ ơn Chúa. Xin ngàn vạn thêm ơn nữa để chúng ta mãi mãi ở trên con đường đúng thôi. Không quay qua bên phải, không quay qua bên hữu. Cứ đi theo con đường mà Chúa đã hướng dẫn cho chúng ta. Nhưng nếu mà chúng ta bây giờ không đi trên con đường đúng thì sao? Quý vị sẽ phải làm gì đấy? Sẽ phải quay đầu trở lại. Đứng dậy rồi phải học dễ dàng quá. Hôm thứ bảy tôi đi trên đường 99 rồi đường đi ghé bệnh viện để thăm bà cô sáu chân đang nằm ở trong bệnh viện. Khi mà lên trên cái cầu vượt rồi thì mới thấy cái nhà thương ngay đó, biết rằng là mình sẽ đi trên con đường số 10, sẽ đi Salak Salon. Tôi biết như vậy cho nên tôi ngồi bàn thấy giấy xếp là tôi phải đi xuống liền. Rồi tôi U-turn quay ngược trở lại. Còn nếu mà tôi cứ tiếp tục đi nữa thì càng ngày càng xa cái mục đích của tôi mà thôi. Cho nên nếu mà chúng ta biết rằng chúng ta đang đi trên đường sai thì lập tức quay đầu trở lại. Nếu mà không quay ngược lại, chắc chắn rằng chúng ta sẽ càng ngày càng đi xa. Càng đi xa thì càng khó khăn trở lại nhiều hơn. Lao khổ hơn, khó nhiều hơn, mất nhiều thời gian hơn. Chúng ta là trên đường sai, hãy quay ngược đi. Hãy tham dự mọi sinh hoạt với Hội Thánh để chúng ta chung với nhau, cùng với nhau thờ phượng Ngài và cùng học hỏi lời Chúa với nhau. Hằng ngày chúng ta đọc và suy gẫm lời của Chúa cùng với tất cả các anh chị em ở trong Hội Thánh để tất cả chúng ta cùng dìu dắt nhau đi trên con đường đúng, con đường công đẹp. Nên xin Chúa ban phước hạnh cho tất cả quý vị. Xin cảm ơn Chúa được cùng chúng ta cùng đồng hành. Cảm ơn Chúa.